đấu nối lên loa trên loa dưới này. Đây để em thử đây nhỉ, em thử cái bộ này nhá. Giá bộ này thì nó cũng rẻ thôi mà. Đấy. Bộ Kenwood loa dàn này các bạn này. Cái này là loa dành của loa dàn thôi. Chất âm nhà rất là ấm luôn. Nói chung là cục nào CD MD cái đấy thì em không không CD với ấy MD bên em không thử bao giờ nên em chả biết đâu, với em cái đấy toàn bán mù thôi. Thì cũng chả có đĩa để mà thử, toàn bán mù thôi chứ còn không có đĩa để thử những cái dòng đấy. Những cái dòng đấy thì toàn bán mù bán rẻ mà. Đấy, rất là ấm luôn các bạn nhá. Đấy, đánh nghe cũng rất là chất luôn, một đôi Kenwood nhìn rất là gấu, rất là gấu luôn. Đây con này thì nó hơi xước tí chỗ góc này thôi. Vận chuyển về nó hơi xước tí chỗ góc này thôi. Đây, hai cầu đấu loa này, loa nối loa trên loa dưới này. Đấy, thùng vách xung quanh còn đẹp nhá. Đấy, nó chỉ có mỗi một tí chỗ đấy thôi. Đôi này đang để cho bác với giá là 2 củ 3 thôi. 2 củ 3. Một đôi Kenwood này. Chiều cao của nó là 56 phân. Chiều rộng của nó là 29 phân rưỡi. Và chiều sâu của nó là 28 phân rưỡi nhá. Đấy. 2 củ 3 ạ. Mã này là mã số 737 này. 737. Để cho bác với giá là 2 củ 3 nhá. 2 củ 3. Đấy. Bác thấy được mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em. Tất cả mặt hàng bên em là có cọc bên em đi đơn nhá. Chuyển khoản hết thì bên em hỗ trợ bao phí ship. Đấy. Nếu như các bác vẫn muốn bao phí ship thì các bác có thể là loa các bác đọc tầm 50% giá trị của loa thì bên em vẫn vẫn hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Đấy, còn lại là về các bác kiểm tra, nhân viên giao hàng ở đấy các bác mở ra kiểm tra ok đúng như trên line. Đấy, các bác nhận, các bác thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Hai củ ba một bộ Kenwood đây nhá.